Rồi bây giờ chúng ta qua chương số 5. Ra quyết định. Ra quyết định đó là một cái nhiệm vụ của nhà quản trị. Người ta bổ nhiệm một cái nhà quản trị chính là một phần là quan trọng, nó căn cứ vào năng lực ra quyết định của người đó. Để bổ nhiệm anh là tổng giám đốc, bổ nhiệm anh là vai trò bộ trưởng, thứ trưởng, vụ trưởng, rồi tổng giám đốc, trưởng phòng. Một trong đó là cái năng lực ra quyết định của anh như thế nào, tổ chức thực hiện anh như thế nào, cách thức giải quyết vấn đề của anh như thế nào. Bởi vì quyết định của nhà quản trị sẽ mang lại sự thành công hoặc thất bại của một tổ chức. Có thể mang lại sự thành công hoặc sự thất bại. Đấy. Do đó cái kỹ năng ra quyết định là hết sức quan trọng. Những quyết định của nhà quản trị có thể dẫn đến sự thành công và thậm chí cũng có thể đưa ra những cái sự thất bại. Đấy, trong năm cuối năm 2007 chúng ta cũng đã chứng kiến dư luận thì nói rằng là lạm phát của năm 2007 là trên hai con số, 10 mấy %, 12%. Nhưng các cái nhà quản lý lúc bây giờ Bộ Tài chính còn phân tích là lẽ ra chỉ có 6%. Và chính vì chúng ta nhận định không đúng về cái chỉ số giá cả tiêu dùng của năm 2007, mà sau đó vào đầu năm 2008 thì chúng ta rớt vào cái tình trạng lạm phát. Và năm 2008 thì lập tức rồi sau đó chúng ta phải tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, yêu cầu các cái ngân hàng tăng dự trữ bắt buộc. Và khi mà ngân hàng nhà nước yêu cầu tăng dự trữ bắt buộc thì cái nguồn tiền của ngân hàng hút vào, như vậy sẽ là một cái kênh để mà hút dòng tiền lại, hạn chế dòng tiền tung ra thị trường. Đấy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta ra nhiều cái quyết định để trên cơ sở để giải quyết kịp thời cái tình hình khủng hoảng tài chính năm 2008. Và suốt năm 2008 thì người ta cứ đi tìm hiểu coi tình hình, coi như là lạ khủng hoảng tài chính kinh tế thế giới này nó sẽ đến bao giờ thì nó sẽ chấm dứt. Và nó đi theo cái mô hình giải quyết khủng hoảng theo hình chữ gì? Nếu mà theo hình chữ U á, thì các anh chị sẽ thấy là lạm phát nó sẽ xuống, rồi nó bằng, rồi nó sau đó mới thoát ra. Theo hình chữ V, nó xuống rất nhanh, rồi sau nó lên rất nhanh. Hoặc là theo hình V kép, tức là xuống, lên, xuống, lên. Như vậy là suốt trong năm 2008, người ta cứ đi tìm mà coi như là cái cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế thế giới này nó đi theo cái hình nào. Và nếu mà quyết định theo hình nào thì từ đó chúng ta sẽ có những cái đối sách nó phù hợp với từng mô hình một. Thì chúng ta mới đề ra được những quyết định đúng để điều hành ổn định nền kinh tế vĩ mô. Đấy, như vậy ra quyết định là một cái quá trình phân tích lựa chọn giữa hai hoặc nhiều phương án để giải quyết một vấn đề. Hàng ngày hàng giờ thì chúng ta cũng phải ra rất nhiều quyết định. Có những cái quyết định mà chúng ta cũng thấy rằng là nó tác động đến từng cá nhân, còn quyết định trong quản trị thì nó tác động cho một cái tổ chức. Ví dụ như là các bạn đi học từ xa trong cái điều kiện bây giờ cũng gần Tết rồi, đúng không? Sáng ra mà đi học là phải đi từ 6-7 giờ sáng, thì thời tiết Lâm Đồng rất là lạnh. Mà đi học 4 năm thì không biết được cái mô cái tê nào không, mà thấy phải phấn đấu như thế này mệt mỏi quá. Do đó là phải có nhiều người phải chiến đấu với tự bản thân mình. Đăng ký học thì rất là đông, nộp hồ sơ rất là đông, đóng tiền vào rồi, xong lại bỏ thời gian lại quay về, quay vào lại bỏ. Còn có những người mà người ta quyết định xong, người ta đi đến nơi chốn thì giờ này người ta cầm xong cái bằng rồi, ta có được một cái lượng kiến thức kỹ năng cần thiết được xã hội công nhận. Còn mình cứ quyết định lui tới nhiều lần không xong thì chúng ta thua. Đấy, do đó để mà ra quyết định thì nó là một cái quá trình phân tích lựa chọn rất là kỹ càng. Thì người ta nói với chúng ta là người ta phân tích cho chúng ta sự khác biệt trong cái quyết định ở đời thường và cái quyết định trong quản trị. Trong cái quyết định trong đời thường thì các anh chị lưu ý cho tôi nhé, nó có ba cái vấn đề chúng ta cần phải quan tâm.
quyết định trong đời thường. Thí dụ như là các anh chị quyết định đi học đào tạo từ xa, thì thứ nhất khi ra quyết định chúng ta phải cân nhắc, cân nhắc rất kỹ với cái điều kiện hoàn cảnh cụ thể của bản thân mình, gia đình mình. Tôi cũng đã từng đi các lớp trình hướng dẫn về các lớp đào tạo từ xa, thì các anh chị cũng thấy có nhiều như ở Đắk Lắk mà trước đây mà chưa tách thành Đắk Nông, mà thậm chí bây giờ ở Đắk Nông cũng thế, họ muốn đi học từ xa thì họ phải đi lên Đắk Lắk, và đường từ Đắk Lắk lên Đắk Nông là phải 100 trên 100 km, thời gian đi là phải khoảng 3 tiếng đồng hồ. Như vậy nếu mà một chị phụ nữ mà muốn đi học từ xa, từ Đắk Nông lên Đắk Lắk, sáng ra là coi như yêu cầu như thế là phải thức vào khoảng là 4 giờ sáng lên xe để chạy, thì chí ít 7 giờ tới nơi. Mà phụ nữ đi thì rõ ràng đâu phải đơn giản. Cái ông nam giới ông đi thì ông thức dậy ông đi thôi. Phụ nữ đi thì phải lo cơm nước để lại ở nhà như thế nào. Như vậy phải thức từ 2-3 giờ sáng, chăm lo độ gia đình đầy đủ, rồi sau đó 4 giờ sáng mới lên xe. Như vậy trong cái điều kiện đó chúng ta phải cân nhắc liệu chúng ta có khả năng vượt nổi 4 năm không? Rồi sau đó quyết định đúng lúc, cái thời điểm của người ta chiêu sinh thôi. Chúng ta phải tham gia vào. Chứ bây giờ mà chúng ta mà tham người ta đã học rồi chúng ta nhảy vào tham gia thì coi như nó đầu không ra đầu, đuôi nó không ra đuôi. Người ta thì coi nó thành công, còn mình thì cứ suốt ngày lục đục, thì cái việc quyết định không đúng lúc đôi khi nó gây ra cái sức ì, nó lại tạo ra sự nản chí của chúng ta. Và nếu chúng ta quyết định đúng lúc và chúng ta tham dự học đầy đủ, nghe hướng dẫn đầy đủ, nghiên cứu đầy đủ thì chúng ta vượt qua. Cũng như là các anh chị phải quyết định là đi học từ xa rồi thì chúng ta dứt khoát thứ bảy chủ nhật là phải đấu tranh với bản thân mình, kiên quyết thực hiện đến nơi đến chỗ, tránh cái tình trạng quyết định rồi sau đó không làm. Rồi cái thứ ba là phải quyết định dựa trên cơ sở thông tin tốt nhất có được. Điều đó có nghĩa là sao? Đi học từ xa như thế này, loại gì? Và đặc biệt đối với trường đạo mở thì sao? Học xong có cấp bằng không? Bằng có được công nhận không? Có được lên lương, lên chức không? Cái đó là cái điều mà chúng ta không phải dựa trên những cơ sở thông tin để chúng ta quyết định đối trong cái đời thường của mình. Đấy, do đó là quyết định trong đời thường thì nó cũng yêu cầu chúng ta phải có ba cái đặc điểm: cân nhắc này, đúng lúc này, là phải dựa trên luồng thông tin tốt nhất có được. Luồng thông tin tốt nhất có được chính là luồng thông tin có chất lượng. Và với cái năm cái đặc điểm mà lúc đầu tôi đưa ra. Và ta khuyên chúng ta khi ra quyết định thì cũng tránh vội vàng duy ý chí. À, thì cái này tất nhiên dễ dàng. Bill Gates thì khuyên chúng ta khi ra quyết định, thì Bill Gates khuyên chúng ta chỉ ra quyết định một lần. Khi ra quyết định nên ra quyết định một lần. Chúng ta phải suy nghĩ cho thật kỹ, tính toán thật kỹ, đề ra nhiều phương án, lựa chọn một giải pháp tối ưu công trong điều kiện ràng buộc, hoặc tìm ra một cái giải pháp hợp lý nhất. Đấy. Và chúng ta phải suy nghĩ cân nhắc. Bởi vì khi mà các anh chị thực hiện, mà các anh chị thay đổi các phương án, thì nó sẽ bắt buộc chúng ta phải đầu tư các nguồn lực mới. Và quan trọng nữa là cái yếu tố thời gian, các cái cơ hội nó trôi qua. Và nếu mà là một nhà quản trị mà anh thay đổi nhiều phương án, nó dẫn đến cái mất lòng tin đối với nhân viên của mình. Khi mà thấy nhà quản trị liên tục thay đổi những ý kiến đó, thì người nhân viên họ mất niềm tin. Mà các anh chị biết mất niềm tin là mất tất cả. Mất tiền ta có thể kiếm tiền được. À, mất nhà ta có thể kiếm cái nhà khác được. Nhưng mà mất niềm tin là mất tất cả. Do đó Bill Gates khuyên chúng ta làm việc gì thì chúng ta lưu ý cần ra quyết định, suy nghĩ, phân tích, lựa chọn đúng đắn rồi sau đó qua ra. Kinh nghiệm thì chúng ta thấy khi mà các anh chị tham gia mà làm những cái bài thi trắc nghiệm, thì chúng ta đã ra quyết định chọn câu A, sau một thời gian chúng ta lại ra quyết định chọn câu B, rồi chút xíu đọc lại ra quyết định câu C. Thì trong cái trường hợp mà linh tinh như vậy thì chúng ta nên chọn lại gì?
thì khuyên chúng ta nên chọn lại, trở về vị trí cái quyết định đầu tiên. Cái quyết định đầu tiên là cái quyết định chính xác nhất. Như vậy nếu các anh chị thi trắc nghiệm mà phải nhiều lần thay đổi cái câu chọn đối với một câu, thì chúng ta nên suy nghĩ về cái phương án đầu tiên. Cái phương án đầu tiên là cái khả năng chính xác nó tốt nhất. Bởi vì lúc chúng ta đã động não, chúng ta suy nghĩ, chúng ta không bị phân tâm. Đấy. Còn quyết định trong quản trị, đó là chúng ta nói quyết định trong đời thường. Ở trên cơ sở đó chúng ta sẽ phân biệt cái quyết định trong quản trị như thế nào. Quyết định trong quản trị nó có 6 đặc điểm như sau. Nó 6 đặc điểm như sau. Nãy quyết định trong đời thường có 3 đặc điểm. Quyết định trong quản trị nó có 6 đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất, chỉ có chủ thể quản trị mới ra quyết định. Như vậy chỉ có nhà quản trị các cấp ra quyết định thì quyết định nó mới gọi là quyết định quản trị. Và chúng ta biết là quản trị viên cấp cao, quản trị viên cấp trung và quản trị viên cấp cơ sở. Đấy. Thì những người ra quyết định thì mới gọi là quyết định trong quản trị. Nhân viên không có quyền ra quyết định. Nếu các anh chị nghiên cứu cái bài giảng của tôi, cái tài liệu của tôi, trong cái phần mà lý thuyết quản trị hành chính, thì có tác giả Max Weber. Max Weber nói rõ luôn là nhân viên không có quyền ra quyết định. Chỉ có những người có trách nhiệm quyền hạn mới ra quyết định. Rồi. Cái thứ hai, quyết định chỉ trong quản trị chỉ được đề ra khi vấn đề đã chín mùi. Chín mùi đây nó khác đúng lúc. Cái chín mùi ở đây nó khác với chín đúng lúc là ở chỗ là cái phổ cho chúng ta ra quyết định nó nhỏ. Đúng lúc thì nó có thể là một cái phổ nó rộng, nhưng cái chín mùi nó là một cái phổ hẹp hơn. Đấy. Tôi cho một cái ví dụ mà trong cái điều kiện chín mùi mà các anh chị thấy. Thì trước đây thì chúng ta thấy cái tập đoàn vận tải Mai Linh, họ chiếm lĩnh ở một số các cái thị trường, nhiều nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng khi mà họ quyết định sẽ tung xe khách trên các cái tuyến đường miền Trung, thì bây giờ phải giải quyết những vấn đề. Lúc nào là chín mùi? Thì tập đoàn vận tải Mai Linh họ quyết định trước Tết 3 tuần. Họ tập trung tất cả các nguồn lực đầy đủ rồi. Trước 3 tuần trước Tết họ tung xe vào thương mại. Thì các anh chị thấy là lúc đầu thì người dân đến với tập đoàn vận tải Mai Linh những cái tuần đầu tiên thì rất là ít. Nhưng qua tuần thứ hai thì các anh chị thấy về cái nhu cầu khi mà về thăm quê nhà, khi mà Tết đến xuân về nó đông. Lúc bây giờ ra đến bến xe mà kiếm được cái vé đi về quê được là mừng lắm rồi. Bây giờ có ông Mai Linh xuất hiện thì tôi khỏe. Và như vậy là trong cái tuần lễ thứ hai sau khi tung xe xong thì chúng ta thấy là vấn đề coi như là khách hàng đã biết được Mai Linh có những tuyến xe chạy đường dài. Và từ đó thì coi như chúng ta thấy là chín mùi. Lựa cái thời điểm. Hoặc là gần đây thì các anh chị thấy ở các cái tuyến đường miền Tây, ngoài cái việc xuất hiện của các cái tập đoàn xe cũ, thì bây giờ một số các cái đối thủ cạnh tranh họ cũng nhảy vào chiếm lĩnh thị trường. Thì họ cũng lựa những cái thời cơ chín mùi để họ ra. Lúc nào ra. Đấy. Cái đặc điểm thứ ba của quyết định trong quản trị, đó chính là quản trị thì liên quan đến thông tin và xử lý thông tin. Khi ra quyết định thì chúng ta phải thu thập thông tin. Và đặc biệt là chúng ta phải chọn được những thông tin có chất lượng. Chứ nếu mà chúng ta không chọn được những thông tin có chất lượng thì rõ ràng chúng ta có khả năng đưa ra những quyết định sai. Rõ ràng chúng ta có thể đưa ra những quyết định sai. Ví dụ như chúng ta cũng thấy rằng là trước đây ở Hà Nội thì đã từng có một cái quyết định là để mà độ thay dòng nước, thay nước ở Hồ Gươm. Thì có một cái dự án xin thưa với các anh chị, họ đề nghị như thế này. Thứ nhất, lấy nước sông Hồng bơm vào Hồ Gươm và bơm nước từ Hồ Gươm ra sông Hồng. Và dự án nó lên là khoảng mấy chục tỷ đồng.
để làm một cái chuyện là thay nước Hồ Gươm ở Hà Nội. Tuy nhiên là sau này chúng ta thấy rõ ràng người dân người ta phát hiện được, người ta không đồng ý, dư luận xã hội không đồng ý, phản biện xã hội không đồng ý, do đó ngăn chặn được cái quyết định. Và sau đó thì đã đi tìm được một cái hãng thuộc công nghệ của Đức, họ làm một chi phí rẻ hơn, họ có thiết bị, họ tới Hồ Gươm và họ xử lý cái việc hút bùn, hút bùn lên và làm thay đổi cái nước Hồ Gươm. Và đến bây giờ thì chúng ta thấy cái công nghệ đó nó cũng đã được Việt Nam biết đến, để mà có thể làm cho cái nước của Hồ Gươm nó tươi tốt hơn, nó xanh tươi hơn, và nó đảm bảo cho các cái loài động vật sống như nó tốt hơn, và đặc biệt là tuổi thọ của cụ rùa Hồ Gươm nó tốt hơn. Đấy, như vậy chúng ta khi ra quyết định phải liên quan đến thông tin và xử lý thông tin. Một cái giải pháp, một cái quyết định, tức là rửa nước bằng việc là hút bùn ở đáy bùn bằng công nghệ của Đức, với cái việc bơm thau rửa nước ở Hồ Gươm, thì chúng ta thấy rõ ràng nếu không có thông tin thì chúng ta sẽ ra quyết định không hiệu quả. Cái thứ tư, đặc điểm thứ tư của quyết định trong quản trị, đó là đòi hỏi nhà quản trị phải có linh hoạt, sáng tạo, bản lĩnh thì mới có thể đạt được hiệu quả cao. Thí dụ như là các anh chị thấy là trong cái thời kỳ bắt đầu đổi mới thì có nhiều người mắt sáng lại quyết định dùng tiền của mình đưa tiền cho một ông mù đi kinh doanh. Ông Huỳnh là mù hai con mắt. Người sáng mắt đây kinh doanh còn chưa thành công, người nói gì ông mù loà mà không có thể thành công được. Như vậy chúng ta không thấy rằng là không phải mà chúng ta linh hoạt đến mức độ mù quáng, mà chúng ta phải linh hoạt trên cái nền tảng được huấn luyện đào tạo. Do vậy ở các cái tập đoàn đa quốc gia, tập đoàn nước ngoài, người ta yêu cầu tuyển dụng các cái chức danh phó tổng tổng giám đốc chợ tổng giám đốc là phải có học vị là thạc sĩ quản trị kinh doanh. Thì như vậy nhờ vào các cái yếu tố về tri thức, những yếu tố về huấn luyện đào tạo, giúp cho cái việc ra quyết định của chúng ta nó mang tính sáng tạo, nó linh hoạt và nó có cơ sở khoa học để hình thành. Ngoài ra thì ra quyết định chúng ta cũng cần phải lưu ý như sau, chúng ta phải phân tích lợi hại. Đấy, thí dụ như các anh chị khi đăng ký học từ xa, chúng ta phải phân tích học từ xa lợi cái gì, hại cái gì. Và khi nào thì chúng ta ra quyết định đi học, khi lợi nhiều hơn hại. Mà nếu mà bây giờ sau khi chúng ta phân tích xong hại nhiều hơn lợi thì như thế chúng ta không làm. Việc gì cũng vậy, cũng phải tính toán hai mặt. Trong tình yêu cũng vậy, vợ chồng cũng vậy, không ai là hoàn thiện. Ông chồng được cái này mất cái khác, bà vợ được cái này cũng mất cái khác. Do đó người ta mới đi tìm một nửa con tim. Nhưng mà rõ ràng một nửa con tim nó không phải đơn giản như chúng ta nghĩ là tất cả cái người mà trong mộng của chúng ta nó trúng chăm chăm. Vợ chồng sống với nhau cũng lúc rồi. Lời qua tiếng lại. Chuyện bình thường, vấn đề quan trọng là chúng ta cái hại nó có nhiều không không. Nếu cái hại mà nó ít, cái lợi nó nhiều ta làm. Và ngày hôm nay thì thậm chí người ta nói ra quyết định đó là một sự đánh đổi. Đấy, cái khái niệm ngày nay người ta còn nói là ra quyết định chính là sự đánh đổi. Rồi cái cuối cùng nữa, đặc điểm trong quyết định trong quản trị là anh phải cân đối được cái nguồn lực của mình. Nguồn lực của mình là 4M, Man, Machine, Material, Money. Như vậy, cái nguồn lực của chúng ta đã đảm bảo cái tính khả thi của cái việc ra quyết định của chúng ta hay không? Thí dụ bây giờ doanh thu sụt giảm, lợi nhuận sụt giảm, thị phần sụt giảm. Bây giờ ta quyết định là thay đổi cái công nghệ sản xuất. Tiền đâu? Có tiền nhập công nghệ mới rồi. Nhân viên đâu? Trình độ nhân lực đâu? Để mà vận hành cái công nghệ mới này. Bảo trì, bảo dưỡng. Sản phẩm như thế nào? Do đó là chúng ta thấy rõ ràng là khi mà ra quyết định thì chúng ta phải đảm bảo cái nguồn lực chúng ta có tính khả thi hay không. Tôi không biết lớp của các anh chị, có anh chị nào ở Bảo Lộc đi lên không? Có anh chị nào ở Lâm Đồng đi lên không?
ở Di Linh lên. Và những người mà ở xa như vậy thì rõ ràng khi mà tham gia các lớp từ xa này, ta phải xem lại cái nguồn lực chúng ta có đủ không, để mà chúng ta đảm bảo thực hiện trong vòng 4 năm. Đấy, thì ra quyết định trong quản trị thì nó có tất cả 6 cái đặc điểm trên, thì các anh chị cần phải lưu ý để khi chúng ta tiến hành ra quyết định. Ở đây tôi xin đề nghị các anh chị cái lưu ý những cái khái niệm như sau: tìm kiếm vấn đề, ra quyết định và giải quyết vấn đề. Thì các anh chị sẽ thấy cái công đoạn mà tìm kiếm vấn đề là công đoạn hết sức quan trọng. Đấy, trong cuộc sống của chúng ta đời thường, cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chưa nói đến quản trị, thì trong từng ngày một chúng ta phải quyết định ra những quyết định gì. Thì muốn mà ra quyết định, cần ra quyết định gì thì chúng ta phải tìm kiếm vấn đề. Vậy thì trong cái ngày hôm nay chúng ta phải trực diện với những vấn đề gì, để liệt kê các cái vấn đề ra, để sắp xếp thứ tự ưu tiên của các vấn đề. Cái nào không làm thì chết, cái nào không làm vẫn sống, vẫn bình yên. Như vậy ta phải liệt kê nó ra. Và cuối cùng chúng ta sẽ sắp xếp thứ tự ưu tiên, và chúng ta sẽ biết được cái việc nào chúng ta cần phải ra quyết định sớm để mà đảm bảo cái quá trình điều hành của mình. Mà nếu chúng ta không thực hiện nó thì nó làm cho tiến độ chậm lại, làm cho hoạt động của tổ chức chúng ta sẽ mất đi các cơ hội. Do đó việc đầu đầu tiên thứ nhất là phải xác định vấn đề. Mà nếu mà các anh chị tìm kiếm được vấn đề để ra quyết định đúng thì coi như chúng ta đã đạt được đến 70-80%. Rồi sau khi tìm kiếm vấn đề thì chúng ta sẽ ra quyết định. Và quá trình ra quyết định nó chấm dứt ở cái việc là chọn ra một cái giải pháp. Thí dụ như là các anh chị quyết định đi học từ xa. Các anh chị làm hồ sơ, các anh chị nộp hồ sơ. Rồi sau đó các anh chị đóng tiền. Khi các anh chị đóng tiền là lúc bây giờ chúng ta đã đưa ra cái giải phương án là chính thức bắt đầu. Còn giải quyết vấn đề là một cái quá trình thực hiện cái việc ra quyết định và kiểm tra việc thực hiện. Đấy. Giải quyết vấn đề nó đi từ ra đầu quá trình ra quyết định cho đến khi thực hiện quyết định và kiểm tra quyết định xem thành công hay không thành công. Cái thành phố Hồ Chí Minh trước đây có 37 điểm ngập nước. Sau một thời gian bây giờ giải quyết thì toàn thành phố chỉ còn một điểm ngập nước. Toàn thành phố Hồ Chí Minh từ 37 điểm bây giờ còn một điểm ngập nước, đó là ngập toàn thành luôn. Vậy thì quyết định nó có hiệu quả hay không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thấy là thành phố Hồ Chí Minh là đào bới các lô cốt, bây giờ đưa tất cả các cống ra giữa đường. Tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng dữ dội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đồng chí Lê Hoàng Quân thì nói khi ông vừa về thành phố Hồ Chí Minh ông nói rằng là cái hậu quả của việc ùn tắc giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh một năm là thiệt hại trên 14.000 tỷ đồng. Mà các anh chị 14.000 tỷ đồng này thì có thể giúp cho đồng bằng các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nạo vét được các kim vương nội đồng. Mà nếu mà chúng ta mà giải quyết được các cái luồng nước kinh nội đồng này thì chúng ta phát triển nông nghiệp rất là tốt. Đấy. Hình thử do đó chúng ta thấy là tác hại của cái việc. Rồi bây giờ tất cả để mà giải quyết cái việc mà liên quan với ùn tắc giao thông và vấn đề là thoát nước của thành phố Hồ Chí Minh. Thì bây giờ tất cả cống này đặt chính giữa đường. Mà người ta muốn giải tắc cái ùn tắc này người ta phải cho xe cộ chạy trên trên không hoặc chui xuống ngầm. Như vậy phải mở đường trên không và mở đường dưới tầng đất. Đấy, mở xuống tầng đất. Thì như vậy mới giải quyết được cái tình trạng ùn tắc giao thông này. Còn nếu không thì không thể nào giải quyết được. Mà bây giờ muốn làm các cái cầu vượt đường trên không thì đòi hỏi cái chân các cái cầu các cái đường này nó phải có cái chỗ đứng, mà đứng bây giờ là toàn là cống rãnh hết rồi. Từ giờ lập cái đường mà giao thông nó như thế nào đấy? Đó là cái bài toán mà khi chúng ta ra quyết định cần phải lưu ý rất nhiều vấn đề. Đấy, giải quyết vấn đề đó là một cái quá trình thực hiện và kiểm tra. Phân loại ra quyết định.
Thì có rất nhiều cái kiểu phân loại ra quyết định khác nhau, có nhiều tiêu chí để phân loại quyết định. Tuy nhiên thì tôi lưu ý với các anh chị, chúng ta chú ý quyết định theo chương trình. Cái tiêu chí quyết định theo chương trình đó thì nó phân ra làm hai loại. Nó quyết định theo chương trình sẵn có và quyết định không có sẵn chương trình. Ở Đà Lạt, ở Lâm Đồng thì rất nhiều các cái cơ quan quản lý nhà nước, hành chính nhà nước, quản lý hành chính nhà nước cũng đã thực hiện ISO 9001 2000 và bây giờ đang chuyển đổi sang ISO 9001 2008. Thì các anh chị sẽ thấy vào trong các cái cơ quan hành chính nhà nước họ có các cái quy trình. Và khi cán bộ công chức tiếp xúc với công dân hoặc các cái tổ chức đụng việc gì thì họ lấy cái quy trình đó ra. Họ theo cái quy trình đó họ giải quyết. Như quy trình là cấp phép đầu tư, cấp phép xây dựng, rồi đăng ký kinh doanh, sao y thị thực, sao y thị thực chữ ký, vân vân, vân 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 vân. Trong các cái cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, thành phố, phường, cấp huyện. Thì như vậy là cán bộ công chức hành chính nhà nước khi làm việc ở các cơ quan, khi ra quyết định thì họ căn cứ vào quy trình đã được biên soạn phê duyệt, họ làm. Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 cứ như thế theo làm thì gọi là quyết định theo chương trình sẵn có. Tuy nhiên thì các anh chị biết là cuộc sống thì nó luôn luôn năng động và phát triển. Do đó, cho dù anh có viết sẵn ra nhiều bao nhiêu thì với thực tế nó phát sinh mới, bao giờ nó cũng có những cái mà chúng ta không lường trước được. Và đòi hỏi nhà quản trị phải ra quyết định mà không có sẵn chương trình. Đây là những tình huống mới. Chúng ta chưa biết được nó có thể phát sinh trong cái quá trình phát triển cái tổ chức của mình mà chúng ta chưa lường hết được. Mà khi mà các văn bản quy phạm pháp luật chưa phủ kín được, mà các anh chị cũng biết là thực tế là sinh động, cái mối quan hệ giữa các hành vi, giữa cá nhân, giữa cá nhân với xã hội nó luôn luôn biến động phát triển. Còn luật pháp thì ra sau khi những hành vi này xuất hiện rồi, để điều chỉnh các hành vi này thì luật pháp mới ra. Do đó là chúng ta thấy là không phải cái gì nó cũng có sẵn các cái chương trình để mà chúng ta thực hiện. Mỹ là một cái quốc gia mà chúng ta thấy nói là luật pháp chi tiết như vậy, nhưng mà luật pháp nó vẫn có những cái khe hở của nó. Có những cái khe hở để mà từ đó người ta có thể lách những cái luật đó để mà người ta sống. Thế thì tình hình, ví dụ mấy ngày hôm nay thì chúng ta thấy để mà tích cực bình ổn thị trường thì rõ ràng là đảm bảo cho người dân có một cái Tết yên ổn. Thì như vậy là chúng ta đang thấy rằng là cuộc chiến đấu với tình hình buôn lậu ở các cái tuyến biên giới thì chúng ta thấy là hết sức là gay gắt. Tại người dân chúng ta là thuộc loại người có thu nhập thấp. Mà nếu mà bây giờ mua phải những cái sản phẩm mà chất lượng nó không cao thì như thế nó là ảnh hưởng đến cái đời sống của nhân dân mình. Tiền thì tiền thiệt, tiền thật, mua hàng thì hàng dỏm. Thì như vậy nó tạo ra những cái mất công bằng. Rồi những người kinh doanh đăng ký đóng thuế đầy đủ thì lại làm ăn không bằng những người không đăng ký kinh doanh buôn lậu, trốn thuế. Như vậy thì phải tổ chức giải quyết vấn đề như thế nào, mà khi tham gia để phòng chống với cái tội phạm buôn lậu này chúng ta nó đa hình vạn trạng, mà các cái chiến sĩ tham gia vào cái chương trình này phải bằng nhiều biện pháp ra những cái quyết định để mà có thể thực hiện tốt được cái việc mà bình ổn và tạo ra cái nền sản xuất trong nước ngày càng tốt hơn. Các anh chị có thể xem bài báo trên báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy rằng là
các cái đồn biên phòng, các cái chiến sĩ biên phòng họ phải thường xuyên thay đổi những cái quyết định mà không có sẵn. Ở trên cơ sở nó mới đánh lừa được các cái loại chim lợn, mới đánh lừa được, mới phá được các cái đội quân buôn lậu từ dải theo hàng ngàn km ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Đấy, do đó ở đây thì tôi xin nói với các anh chị như này, thông qua cái việc phân loại quyết định theo chương trình thì chúng ta sẽ quyết định, sẽ có rút ra những kết luận như sau. Một cái tổ chức mà nhân viên họ có những chương trình sẵn có, đã quyết định nhiều, thì cái tổ chức đó gọi là trình độ quản lý tốt. Tôi nói lại, một cái cơ quan, một cái đơn vị, một cái tổ chức mà ở đó nhân viên hoặc nhà quản trị ra quyết định mà có nhiều chương trình sẵn có, đó là trình độ quản lý tốt. Và chúng ta làm ISO 9001-2000 hoặc là bây giờ chúng ta đang chuyển đổi qua 2008, chính là chúng ta giúp cho nhà quản trị có sẵn chương trình ra quyết định. Và tổ chức nào có nhiều quy trình thủ tục để mà cho mọi người thực hiện, đó là trình độ quản lý tốt. Còn một cái tổ chức mà khi ra quyết định hỏi có văn bản nào không, nó trả lời không, đó là trình độ quản lý kém. Trình độ của một tổ chức thì nó căn cứ vào cái việc ra quyết định có sẵn có chương trình nhiều hay ít. Nhưng năng lực của nhà quản trị thì xin thưa với anh chị, nó lại thể hiện ở chỗ là không có chương trình sẵn có. Đấy. Với cái tình huống này, hoàn cảnh này mới phát sinh lần đầu, bây giờ anh đã quyết định ra sao? Đấy, anh đã quyết định như thế nào? Sau một cái thời gian mà chúng ta thấy rằng là chúng ta bắt đầu đổi mới từ năm 1986, chúng ta cố gắng là phấn đấu phát triển doanh nghiệp, và đến bây giờ thì toàn quốc của chúng ta thì có khoảng 500.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và bây giờ để mà từ cái chỗ nó không có, bây giờ chúng ta phát triển đến một cái số lượng là 500.000 các cái doanh nghiệp tư nhân. Rồi trong một cái bối cảnh, hoàn cảnh kinh tế như thế này thì chúng ta bị khủng hoảng về cái việc quản lý các cái mô hình vi mô này. Và chính cái sự khủng hoảng này nó dẫn đến cái việc mà Vinasin bây giờ phải ghi cái, phải để mà nợ nần thua lỗ 86.000 tỷ đồng. Mà chúng ta không có một cái chương trình nào sẵn có để mà có thể quản lý tốt cái tập đoàn Vinasin. Và cái năng lực ra quyết định của các cái nhà lãnh đạo được đặt ra trước quốc dân đồng bào về vấn đề này. Thành thử do đó là tôi lưu ý, một cái tổ chức mà có cái chương trình sẵn có nhiều thì người ta gọi là trình độ quản lý tốt. Còn năng lực của nhà quản lý, của nhà quản trị nó thể hiện qua việc giải quyết, đưa ra các quyết định mà không có sẵn chương trình. Rồi. Vấn đề kế tiếp tôi nêu với các anh chị là làm sao để có quyết định có chất lượng cao. Như vậy là chúng ta đi học thì chúng ta cũng mong muốn làm sao để cho chúng ta đạt được những quyết định có chất lượng cao. Thì để có quyết định có chất lượng cao thì chúng ta hãy cho tập thể tham gia vào quá trình ra quyết định. Mà chúng ta không biết rằng là tập thể tham gia vào quá trình ra quyết định thì rõ ràng là nó sẽ có một cái lợi ích. Mà rõ ràng ông bà ta có câu là tam ngu thành hiền, ba thằng ngu hợp lại thành một nhà hiền triết. Đúng không? Nhiều người, nhiều cái đầu, nhiều trí tuệ, nhiều thông tin, nhiều sự so sánh, nhiều việc phân tích, đánh giá để rồi cùng nhau lựa chọn một cái giải pháp để thực hiện một vấn đề khi ra quyết định. Như vậy với cái khả năng nhiều người thì chúng ta sẽ có được cái quyết định có chất lượng rất là cao. Và trong lịch sử Việt Nam thì chúng ta không thấy rằng là khi mà nhà Trần nó tổ chức cái hội nghị Diên Hồng xin ý kiến các bô lão nên hoài nên chiến, rồi sau khi tập thể các bô lão quyết định là chiến đấu, và quyết định của tập thể phân tích đầy đủ hết trơn rồi, tạo ra được một cái động lực hết sức là cơ bản và giúp cho nhà Trần có thể đánh đuổi được giặc ngoại xâm vào trong thời kỳ đương đại thời đó. Rồi. Tuy nhiên thì chúng ta không thấy rằng là
ra quyết định, tập thể nó cũng có nhược điểm. Trong quản lý thì các anh chị cũng quan tâm cho tôi là bao giờ cái mặt tích cực nó cũng có song hành với mặt tiêu cực, chứ không phải là tích cực hết. Bây giờ ra quyết định tập thể thì nó cũng có nhược điểm gì? Thứ nhất, thời gian kéo dài. Muốn tập thể tham gia thì phải là đánh thư mời, tổ chức họp, mà tổ chức cũng không phải tổ chức nhanh được, do đó là thời gian rất kéo dài, có nhiều việc là phải hết sức kéo dài. Thế các anh chị, ngày hôm nay chúng ta có đọc trong báo thì chúng ta không thấy rằng là để mà xây dựng được các cương lĩnh chính trị cho cái đại hội đảng lần thứ 11 chúng ta, là chúng ta thấy một cái quá trình kéo dài rất là nhiều, xin ý kiến nhân dân rồi tổ chức đầy đủ để mà hình thành và ra được cái cương lĩnh này, thì phải nói là trí tuệ tập thể đầu tư rất nhiều và thời gian cũng khá nhiều. Khi cho tập thể tham gia vào thì có rất dễ bị gây rối vì nhiều ý kiến trái ngược nhau. Lắm thầy nhiều má, mỗi thầy một ý. Đấy. Ý thuận, ý xuôi. Mà là nhà quản lý thì chúng ta phải chấp nhận lắng nghe. Người ta thường nói ấy, nhà quản trị tốt là nhà quản trị mà chấp nhận, biết lắng nghe tiếng nói của luật sư của quỹ. Lời nói và sự đóng góp của quỹ, tức là những người mà họ chỉ nói ngược lại với những ý tưởng của mình. Đó, rất nhiều ý kiến trái ngược trong vấn đề. Rồi kế tiếp là chúng ta hạn chế sự sáng tạo. Ví dụ trong cái cuộc họp đó, ở một cái trường đại học mà có một ông giáo sư ngồi trong cuộc họp học thuật khoa học, thì mọi người phát biểu, nhưng mà đến khi ông giáo sư không phát biểu thì coi như mọi người chịu chết, không ai dám khác, bởi vì nghĩ luôn luôn là ông đúng. Và trong một cuộc họp mà có anh hai anh ba vô ngồi họp, thì sau khi anh hai phát biểu xong thì cứ như thế thì hành thôi. Mọi người biết là nhiều khi biết là không đúng là vẫn làm. Do đó tập thể có thể là, mà cái sự sáng tạo, ý tưởng hay này đôi khi không xuất phát từ tập thể. Các anh chị lưu ý là tập thể không bao giờ là lúc nào cũng đúng 100% đâu. Chúng ta đang xem bộ phim Bí thư tỉnh ủy. Mà sau này ông Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc là ông mất đi rồi, sau này mới công nhận cái khoán 10, mới công nhận ông anh hùng. Chứ trước đây là ông bị kỷ luật. Do đó chờ đợi tập thể thì cũng nhiều khi là ý kiến của tập thể cũng chưa chắc là tốt nhất. Cái thứ tư là chúng ta có thể không kiểm soát được. Đấy. Không kiểm soát đây nó thể hiện là làm sao? Ta tổ chức ra cuộc họp, xin ý kiến của tập thể. Nhưng nhiều khi nó không thuộc, nó không đi vào cái luồng ý đồ của chúng ta, mà nó có thể đi qua cái ý đồ ngược lại. Nếu chúng ta không quản lý tốt thì có thể là chúng ta dẫn đến cái tình trạng là không kiểm soát. Và thậm chí nó đi ngược lại những cái ý đồ mà chúng ta mong muốn. Và cuối cùng là tập thể dẫn đến trách nhiệm không rõ ràng. Thì tại Tiền Giang cũng có một cái vụ án, thì có một ông tổng giám đốc một công ty, ông ra đứng trước vành móng ngựa. Ông ta có nói một câu như thế này: hôm nay đứng trước vành móng ngựa, bị cáo mới biết bị cáo có tội. Chứ còn mọi việc này là trước đây là xin thưa là Bộ Tứ tham gia thôi. Khi đưa vấn đề này ra là Bộ Tứ quyết định. Nhưng sao bắt bây giờ bắt có một mình bị cáo thôi. Đấy, do đó là có khả năng là những cái quyết định của tập thể nó gây ra những cái trách nhiệm không rõ ràng. Bây giờ người ta mới là để mà phá vỡ cái trách nhiệm rõ ràng, người ta nói là trách nhiệm của người đứng đầu. Đấy. Dần dần những cái quan điểm về quản lý nó dần dần nó đưa vào cái quan điểm người chịu trách nhiệm, người đứng đầu. Như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là quyết định của tập thể, để có quyết định có chất lượng cao thì người ta cho tập thể tham gia quá trình ra quyết định. Tuy nhiên chúng ta cũng lưu ý có một cái điều mà quyết định của tập thể cũng có mặt ưu điểm và cũng có mặt nhược điểm của nó. Thì tác giả Bachner khuyên chúng ta để mà quyết định mang có chất lượng cao, quyết định tập thể có chất lượng cao, thì tác giả Bachner khuyên chúng ta những việc như sau. Thứ nhất, để cho tập thể tham gia quá trình cho quyết định, thì việc thứ nhất chúng ta tạo bầu không khí chân thành và cởi mở.
Như vậy là mời người ta tới xin ý kiến của người ta thì phải là đón tiếp như thế nào, rồi trân trọng người ta ra sao thì người ta mới tới, người ta đóng góp xây dựng cho mình. Chứ mình tới, mình mời người ta tới đóng góp ý kiến xây dựng cho mình mà mình lại xa rời họ, mình quan cách với họ thì chắc chắn là họ không bao giờ có ý kiến. Rồi sau đó là không cản trở người muốn phát biểu ý kiến. Thì hiện nay thì các anh chị thấy trong tất cả các hội nghị hội thảo, người ta quy định là ai muốn phát biểu ý kiến thì em phải viết tham luận trước gửi về. Hoặc là bây giờ là hết tham luận rồi lúc bây giờ mới cho ý kiến, và người ta quy định luôn là cái thời gian phát biểu ý kiến là bao nhiêu phút. Thì diễn đàn Liên Hiệp Quốc, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, rồi các anh chị cũng thấy hội đồng Liên Hiệp Quốc thì người ta cũng quy định mỗi cái thành viên khi phát biểu là phát biểu trong vòng bao nhiêu phút. Còn anh mà không có đăng ký trước hoặc là anh không chuẩn bị trước thì rõ ràng không thể nào phát biểu được với một cái lượng thời gian nhất định như vậy. Người ta lập kế hoạch rất là chi tiết. Kế tiếp nữa là chúng ta lưu ý là phê phán ý kiến chứ không phải phê phán người phát biểu ý kiến. Đấy, cũng có thể là trong khi mà chúng ta bàn luận, tranh luận với nhau thì thậm chí có thể đập bàn, đập ghế, nhưng mà đó là chúng ta phê phán ý kiến chứ không phải phê phán người phát biểu ý kiến. Để tránh sau các cái cuộc họp ấy, trở thành những kẻ thù không đội trời chung với nhau. Nếu mà chúng ta không phân biệt rõ cái này. Giờ không gây sức ép đối với những người có ý kiến trái với ý kiến của lãnh đạo. Không dùng quyền lực của mình để ảnh hưởng người khác, người tham gia vào quá trình thảo luận. Cái vấn đề này thì ở trên thực tế thì các anh chị cũng thấy có những cái quan điểm người ta nói là chụp mũ nữa, rồi coi như là ngăn cản những người có ý kiến trái ý kiến của mình. Thì cái điều này không nên. Dùng quyền lực của mình để gây ảnh hưởng với người tham gia. Thí dụ như là chúng ta kết cấu cái thành phần tham dự cuộc họp gồm có đội ngũ nào, để làm sao mà khi vào trong tổ chức cuộc họp toàn phe ta không, hạn chế những người khác để mà có thể có những ý kiến trái ngược. Thì Bạc Nơ khuyên chúng ta nên có những cái năm cái việc chuẩn bị như vậy, để trên cơ sở đó chúng ta lấy được cái ý kiến của tập thể cao nhất. Rồi trên thực tế thì hiện nay thì các anh chị cũng biết rằng là cái hình thức ra quyết định tập thể tốt nhất mà trên thế giới hiện nay người ta đang áp dụng đó là brainstorming, tức là động não. Brainstorming thì tôi cũng nói một cách ngắn gọn để cho các anh chị nắm như thế này. Tức là một cái cuộc họp được nêu chủ đề trước, đưa chủ đề cho mọi người nghiên cứu. Rồi đến giờ họp, họp lại thì gồm có người ta phát cho mỗi người một cái phiếu. Trong cái phiếu là phiếu ghi điểm. Và sau mỗi lần phát biểu thì coi như là các thành viên dự cuộc họp sẽ chấm điểm các ý kiến của người phát biểu. Điểm thì người ta quy ra điểm là 1, 2, 3. Thường người ta không cho điểm 0, bởi vì điểm 0 thì nó cũng tốt, bởi vì phát biểu thì một là ý kiến hay, rồi ý kiến trung bình, rồi ý kiến kém. Thì sau đó là coi như là phát cho mọi người một cái phiếu. Rồi lần lượt vào cuộc họp, trong brainstorming, mỗi người đến lượt của mình chỉ phát biểu một ý kiến. Tôi nhắc lại, trong brainstorming thì mỗi người chỉ phát biểu một ý kiến. Như vậy chủ đề đưa ra rất rộng, nhưng chỉ cho phép anh phát biểu một ý kiến thôi. Giờ sau đó đến người thứ hai, lần lượt theo vòng, người thứ hai cũng phát biểu một ý kiến. Và lưu ý những người phát biểu sau không được phép nhắc lại, không được phê phán những ý kiến của người phát biểu trước đó. Và cũng chỉ phát biểu một ý kiến thôi. Sau khi mỗi người phát biểu ý kiến xong thì mỗi từng thành viên tham dự cuộc họp và chấm điểm cho các ý kiến này. Ví dụ là ý kiến hay, ý kiến trung bình, ý kiến kém. Đấy, theo cái quy định đó. Còn nếu mà trong trường hợp đến tour của mình, đến lượt của mình mà mình có rằng là cái ý kiến của mình trùng với ý kiến trước đó thì mình nói là cho qua. Cho qua có nghĩa là ý kiến của mình nó trùng với ý kiến phát biểu trước đó. Và sau khi phát biểu hết một vòng xong thì thư ký cuộc họp sẽ thu lại cộng điểm và sẽ công bố ra cái ý kiến nào là ý kiến hay nhất.
Đó gọi là brainstorming. Brainstorming. Và qua cái brainstorming này ra thì các anh chị sẽ thấy kể cả những ý kiến của người nhân viên, người cấp thấp nhất vẫn có thể trở thành ý kiến ngay. Và cũng có thể những ý kiến của những người lãnh đạo không được chấp nhận. Người ta chấm không cao thì coi như phải chấp nhận những ý kiến hay nhất thôi. Đó thì gọi là brainstorming. Rồi cái hình thức thứ hai là việc theo nhóm. Làm việc theo nhóm thì các anh chị biết rằng là hiện nay thì cái quản lý theo chức năng, tức là các phòng ban hiện nay chúng ta hiện có, thì nó tạo ra những cái lỗ hổng trong quản lý. Thí dụ như là ở trong phòng học các anh chị có một cái bóng đèn. Cái bóng đèn nó hư. Thì nếu mà quản lý chức năng thì nó sẽ theo trình tự như sau. Thứ nhất, cái nhân viên mà quản lý cái phòng đó, phải làm một cái giấy, giấy xin sửa chữa đèn. Xong cái giấy đó phải trình cho cái bộ phận thiết bị. Thì bộ phận thiết bị mới để tờ giấy đó một thời gian. Bởi vì ông nói ông còn nhiều việc lắm ông làm. Sau một thời gian đâu một tháng, ông mới cầm cái tờ giấy ông lên cái phòng học của mình. Từ dưới đất ông trình lên lầu. Ông lên lầu ông xác nhận xong rồi hư. Xong ông mới ký vào, sau khi kiểm tra thực tế xác định bóng đèn hư, đề nghị cho sửa chữa. Cái văn bản đó được trình lên ông trưởng phòng cũng để đó. Rồi lần lượt cứ chuyển dần hết bộ phận này, bộ phận khác. Thì cái thời gian giải quyết rất là lâu. Và có thể là 6 tháng sau thì cái bóng đèn ở cái phòng học mới được sửa. Còn bây giờ làm việc theo nhóm. Thì tất cả các, thì nhà quản trị tập hợp tất cả các bộ phận có liên quan cùng tập hợp lại và giải quyết vấn đề. Như vậy một tháng tập hợp thành một đoàn, đi tất cả các phòng kiểm tra có bao nhiêu các thiết bị hư hỏng, lên danh sách quyết định cho sửa chữa. Thì như vậy cái thời gian làm việc theo nhóm nó sẽ rút ngắn đi khoảng cách. Thì cái kinh nghiệm này ở hãng IBM thì các anh chị cũng biết rằng tập đoàn đa quốc gia này để giải quyết một cái đơn đặt hàng bình quân là họ mất 27 ngày. Thì một ông phó tổng giám đốc mới được bổ nhiệm về, ông thấy tình hình vậy thì quá căng. Mà các anh chị biết khách hàng thì họ đâu có chờ đợi mình. Họ có nhu cầu. Họ đề nghị. Mà có một đối thủ cạnh tranh khác họ tới họ làm việc trong vòng 27 ngày đó. Mà có một đối thủ khác họ tới họ chấp nhận và họ giải quyết được nhanh thì khách hàng họ chấp nhận. Như vậy với cái thời gian giải quyết cái đơn đặt hàng 27 ngày đó, thì sẽ dẫn đến tình trạng là mất khách hàng. Và từ đó ông mới tập hợp thành cái làm việc theo nhóm. Tất cả người liên quan xung quanh ổng và giải quyết vấn đề. Như vậy thời gian từ 27 ngày chỉ còn lại 7 ngày. Thì đó là cái kinh nghiệm làm việc theo nhóm của IBM. Nó trở thành một cái hình mẫu và giúp cho mọi người tham gia làm việc theo nhóm. Kể cả chúng ta học từ xa không ấy, thì làm việc theo nhóm là một cái hình thức tích cực nhất, giúp cho chúng ta có thể lấp đi những cái khoảng trống, những cái phần mà kiến thức của chúng ta nó không chính xác, để trên cơ sở đó chúng ta có thể tiếp cận cái môn học một cách tốt. Thế thì làm việc theo nhóm thì cũng là một cái hình thức làm việc, phải nói là đến giờ phút này thì ở tất cả mọi nơi người ta xem nó như là một cái hình thức đạt được cái hiệu quả rất cao. Khi tôi làm ở tổ chức các cái lớp từ xa ở Bình Dương thì các anh chị sẽ thấy là các cái nhóm mà học họ ở theo vùng, theo huyện. Và các nhóm đó ngoài những cái giờ mà lên lớp thì họ đi tới, họ phân công đi từng nhà. Theo vòng họ đi tới từng nhà họ học. Họ phân cho từng nhiều người, mỗi người phụ trách từng chương một. Và như vậy đến hồi ôn tập như vậy, mỗi người đứng ra từng chương một. Chúng ta nghe lại bạn chúng ta nói. Hoặc là chúng ta phải lên trên bảng, chúng ta trình bày những vấn đề của chương đó với tất cả mọi người. Thì qua đó thì khi chúng ta trình bày thì có cái đúng có cái sai. Cái nào sai thì bạn bè chúng ta giúp mình chấn chỉnh lại. Rồi những cái gì mà chúng ta không biết nhờ bạn nói ra thì chúng ta sẽ biết rõ hơn. Nhiều khi đọc sách, nhiều khi ông thầy nhưng mà chúng ta vẫn không hiểu. Nhưng bạn mình sẽ làm cho mình hiểu cái làm việc theo nhóm. Và các cái nhóm học tập từ xa của các tỉnh, họ rất là thành công trong cái việc giúp đỡ nhau hoàn thành khóa học một cách xuất sắc. Đấy.
Và một trong những cái tiêu chí mà hiện nay người ta tuyển nhân viên không phải là uy tín của cái văn bằng, của cái trường đại học, mà cái tiêu chí chọn nhân viên hiện nay, cái tiêu chí số 1 là cái sự nhiệt tình và biết làm việc theo nhóm. Và khi các anh chị làm việc theo nhóm thì chúng ta buộc phải bỏ cái tôi của mình. Nếu mà cái tôi của anh lớn quá thì không bao giờ anh làm việc theo nhóm. Đấy. Cái hình thức thứ ba là benchmarking. Tức là ở đây chúng ta sẽ thấy là học tập điển hình, học tập những cái điển hình. Học tập để xây dựng những chiến lược, để xây dựng sản phẩm, để xây dựng cái phương pháp làm việc của chúng ta làm sao để trên cơ sở đó có thể đưa ra được những cái phương pháp làm việc tốt nhất. Thì trên cái cơ sở các anh chị có thể biết những cái đơn vị nào họ có phương thức quản lý tốt thì các anh chị tới xin học tập. Rồi sau khi các anh chị học tập ở đó xong, các anh chị sẽ áp dụng với thực tiễn của mình để xây dựng một cái phương thức làm việc của chúng ta, phương thức chiến lược của chúng ta, phương thức sản phẩm của chúng ta và phương pháp giải quyết công việc của chúng ta làm sao tốt nhất, thì gọi là benchmarking. Các anh chị hỏi làm sao mà có thể biết được, làm sao có thể mà tiến hành benchmarking được. Thì xin thưa với các anh chị thì ở mỗi quốc gia thì đều có cái giải thưởng chất lượng quốc gia, mà bắt đầu là giải thưởng Malcolm Bundix của Hoa Kỳ vào năm 1985. Sau đó là giải thưởng Malcolm Bundix của châu Âu. Và Việt Nam của chúng ta thì đến năm 1996 thì bắt đầu hình thành là giải thưởng chất lượng Việt Nam. Và đến năm 2009 thì chính thức là đổi tên là giải thưởng chất lượng quốc gia. Thì tất cả các doanh nghiệp khi tham gia các cái giải thưởng chất lượng này đều có hai cái tiêu chí quan trọng. Tiêu chí thứ nhất là vươn tới sự quản lý thiệt hảo. Và tiêu chí thứ hai là phải biết chia sẻ kinh nghiệm quản lý cho các cái tổ chức khác. Như vậy các anh chị thấy các đơn vị nào họ được giải thưởng chất lượng quốc gia, các anh chị làm cái giấy xin phép họ để tới được học tập kinh nghiệm, thì tất cả các cái công ty đó họ có trách nhiệm sẽ tiếp nhận và giới thiệu với các anh chị cái phương thức quản lý của họ, phương thức xây dựng những chiến lược của họ, phương pháp xây dựng các cái quy trình giải quyết của họ, để trên cơ sở đó chúng ta học tập, chúng ta vận dụng với tình hình thực tiễn của mình để có thể gia tăng cái hiệu quả trong quản lý của mình. Thì tôi giới thiệu cho các anh chị ba cái hình thức ra quyết định. Rồi bây giờ chúng ta sang tiến trình ra quyết định. Cái này các anh chị sẽ khoanh cho tôi là phần lớn là đi thi thì sẽ có chắc chắn có cái câu gọi là tiến trình ra quyết định. Và các anh chị cho tôi một cái ví dụ về việc ra quyết định không thành công, không hiệu quả tại địa phương hoặc cơ quan các anh chị đang sinh sống. Đấy, các anh chị. Cái tiến trình ra quyết định này á, nó gồm có 6 bước. Bước thứ nhất là xác định vấn đề cần ra quyết định. Ví dụ bây giờ ở Đà Lạt, vào cái tháng mùa này mà chúng ta kinh doanh quạt, mà chắc chắn ở Đà Lạt thì ông chạy ít người nào kinh doanh quạt máy, kinh doanh máy điều hòa. Mà vào cái mùa lạnh này mà thí dụ máy điều hòa không khí mà doanh thu nó sụt giảm thì rõ ràng nó có vấn đề. Và mùa nắng là thí dụ các cái, hoặc là ở thành phố Hồ Chí Minh vào mùa nắng là doanh thu bán quạt của chúng ta, máy máy lạnh của chúng ta mà nó thấp, tức là có vấn đề. Bước số 1, chúng ta phải xác định vấn đề cần phải ra quyết định. Trong rất nhiều những vấn đề mà chúng ta phải đương đầu, chúng ta phải trực diện, chúng ta buộc phải ra quyết định. Thì như vậy chúng ta xác định có bao nhiêu vấn đề. Rồi trong những vấn đề đó thì ưu tiên giải quyết vấn đề nào, và vấn đề nào là vấn đề sống còn, cốt lõi chúng ta phải ra quyết định. Đấy. Rồi sau đó, sau khi chúng ta xác định được vấn đề rồi á, thì chúng ta sẽ xác định đưa ra các phương án. Phương án có thể là nâng cao chất lượng sản phẩm, phương án có thể là hạ giá bán, phương án chúng ta có thể là không hạ giá bán nhưng mà tăng chiêu mãi, khuyến mãi lên. Rồi chúng ta có thể là thay đổi cái kênh phân phối chúng ta, hoặc là chúng ta tăng cường các cái dịch vụ hậu mãi, dịch vụ sau khi bán của chúng ta. Có rất nhiều những phương án để mà có thể nâng cái doanh thu và nâng cái lợi nhuận của mình. Sau khi xây dựng nhiều phương án xong rồi, chúng ta sẽ đánh giá các phương án xem cái hiệu quả nó mang lại nó như thế nào.
Rồi sau đó chúng ta lựa chọn giải pháp. Và trong cái quá trình lựa chọn giải pháp này thì các anh chị sẽ thấy rằng là hiện nay thì trong xã hội ngày hôm nay thì chúng ta nói không có giải pháp tối ưu, mà chỉ có giải pháp hợp lý, giải pháp tối ưu trong điều kiện ràng buộc. Đấy. Chứ chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta lựa chọn giải pháp tối ưu như thời gian trước đây. Rồi sau đó, sau khi chọn được giải pháp xong thì chúng ta tổ chức thực hiện, rồi sau chúng ta kiểm tra lại. Như vậy là 6 bước. Thì từ sáng giờ tôi cũng trình bày có rất nhiều những cái quyết định không hiệu quả. Ví dụ như là giải quyết ùn tắc giao thông, giải quyết về những vấn đề về lạm phát, giải quyết khủng hoảng kinh tế, và giải pháp không hiệu quả, ra quyết định không hiệu quả đối với rất nhiều những cái trường hợp mà chúng ta phải chấp nhận trong cái việc mà khủng hoảng các cái mô hình quản lý này. Thì phần này thì các anh chị lưu ý, và các anh chị cho ví dụ. Thì cái mô hình ra quyết định ngày hôm nay á, như tôi nói với các anh chị là ta lựa chọn được mô hình hợp lý. Mô hình hợp lý là lý do làm sao? Thứ nhất, chúng ta thiếu thông tin khi ra quyết định. Có thể thiếu thông tin và cũng có thể quá nhiều thông tin. Thậm chí có khi ta ra quyết định mà không có thông tin. Phạm vi tìm kiếm thông tin có giới hạn. Đấy. Và cái nữa là nhiều khi chúng ta không biết được cái quyết định của chúng ta nó có hiệu quả hay không. Nhiều các anh chị khi làm việc, các anh chị nói như thế này, thôi thì cứ làm, miễn làm sao mà chúng ta không tư lợi, miễn làm sao chúng ta không bỏ túi mình, không tham ô tham nhũng, thì coi như là chấp nhận. Như vậy trong điều kiện ngày hôm nay chúng ta thấy rõ ràng quyết định là quyết định hợp lý thôi, chứ không có quyết định tối ưu. Rồi các kiểu ra quyết định trong quản trị thì theo Victor Bloom và Philip Yeaton thì ông ta có tất cả 5 loại ra quyết định, xếp là loại A1, A2, C1, C2 và G2. A1, A2 là ra quyết định độc đoán. C1, C2 ra quyết định tham khảo có ý kiến. Và G2 là kiểu có sự tham gia đầy đủ. A1 là như thế nào? Ra quyết định A1 là như thế nào? Nhà quản trị tự thu thập thông tin, tự mình ra quyết định, không bàn bạc với ai hết, làm việc một mình, gọi là kiểu A1. Nhắc lại, kiểu A1 là nhà quản trị tự thu thập thông tin, tự mình ra quyết định. Kiểu A2, nhà quản trị tự thu thập thông tin, có trao đổi với một vài nhân viên, sau đó tự mình ra quyết định. Kiểu C1, nhà quản trị tự thu thập thông tin, rồi sau đó trao đổi thảo luận. Hồi nãy là trao đổi, bây giờ có thảo luận với một vài nhân viên, sau đó tự nhà quản trị đã quyết định, đó là C1. C2 là nhà quản trị thu thập thông tin, trao đổi thảo luận với tập thể cán bộ viên chức, sau đó tự mình đã quyết định. Nhắc lại, kiểu C2 là nhà quản trị thu thập thông tin, rồi trao đổi thảo luận với tập thể cán bộ viên chức, sau khi trao đổi xong nhà quản trị trực tiếp ra quyết định và không dựa vào cái kết quả trao đổi thảo luận với tập thể đó. Có thể tập thể ra quyết định theo hướng A, nhưng sau đó ông nhà quản trị ông ra quyết định theo hướng B, ông tổng giám đốc theo hướng B, đó là kiểu ra quyết định C2. Còn kiểu G2 là nhà quản trị cùng thu thập thông tin với nhân viên, cùng với cán bộ viên chức tham gia vào quá trình ra quyết định trên tinh thần là đa số thắng thiểu số. Và nhà quản trị cũng là một thành viên khi ra quyết định, đếm phiếu thôi. Đa số thắng thiểu số, gọi là kiểu tham gia đầy đủ. Và qua đó thì qua các kiểu này thì các anh chị thấy rà soát lại trong quá trình mình làm việc ở cơ quan, các đồng chí, các sếp của chúng ta khi ra quyết định thì chúng ta biết ông ra quyết định theo kiểu nào. Và khi chúng ta biết ông ra quyết định theo kiểu nào thì chúng ta
đừng có buồn rầu. Có nhiều người vì không học quản trị, do đó là nói là tại sao ngày hôm qua ông xin ý kiến của chúng ta đã quyết như thế này rồi, bây giờ ông lại quyết ngược lại. Cái đó không sao, bởi vì nhà quản trị là người chịu trách nhiệm cuối cùng, và anh không thể lấy lý do là thảo luận với tập thể anh đùn đẩy trách nhiệm những cái hậu quả cho tập thể. Nhà quản trị là người chịu trách nhiệm cuối cùng, trách nhiệm của người đứng đầu là người cuối cùng, không thể đổ lỗi cho cái việc gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho tập thể được, mà tổng giám đốc là người phải chịu trách nhiệm toàn diện. Đấy, cái quan điểm chịu trách nhiệm để chúng ta có thể thấy được rằng là có rất nhiều kiểu ra quyết định. Bây giờ ta lựa chọn cái kiểu ra quyết định nào? Độc đoán cũng tốt, dân chủ cũng tốt. Đấy. Nếu mà quyết định cần nhanh, tiết kiệm thời gian, ta ra quyết định độc đoán. Muốn cho mọi người cùng tham gia, ta ra quyết định dân chủ G2. Đấy. Và nó có những cái tình huống, có những tình huống để giúp chúng ta ra quyết định. Khi mà chúng ta có đủ thông tin rồi, đủ nguồn lực rồi, thì chúng ta ra quyết định A1. Nếu mà chúng ta chưa có đủ thông tin, nguồn lực chúng ta chưa có, G2, C2. Muốn có quyết định chất lượng cao, G2, C2. Mức độ thấu hiểu vấn đề của chúng ta tốt, A1. Muốn chấp nhận cho tập thể cùng tham gia vào thì C2, G2. Như vậy là rõ ràng chúng ta thấy là không có một cái kiểu ra quyết định nào tốt nhất, và cũng chẳng có quyết định nào là xấu nhất. Vấn đề là nó có những cái tiêu chuẩn, nó có những cái tình huống mà dẫn đến là chúng ta phải ra quyết định độc đoán hay dân chủ. Ví dụ chữa lửa, cháy nhà thì là độc đoán thôi, chứ không thể lúc đó ngồi họp bộ tứ bàn bạc tập thể đánh đánh giặc với nhau, hai bên sát lá cà nhau, thì lúc đó là phải độc đoán ấy. Nên thử do đó qua đây thì chúng ta cũng lưu ý là trong quản trị nó cũng có các kiểu đó quyết định, và chúng ta cũng quá đừng quá chê bai cái kiểu quyết định độc đoán, đừng quá ca ngợi dân chủ. Lịch sử cho thấy các triều đại, các nhà vua hưng thịnh nhất là những nhà quản lý là độc đoán ấy. Tần Thủy Hoàng là có công hay có tội, bây giờ Trung Quốc người ta nói có công, bởi sau đó là ông hoàng đế đầu tiên thống nhất được đất nước Trung Quốc, mà người thứ hai nó là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó rất độc đoán, Napoleon rất độc đoán. Cho thành thử do đó là các anh chị đừng nói dân chủ là tốt mà độc đoán là xấu. Rồi như vậy là tôi đã trình bày xong chương thứ 5.